Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã đến thăm chúc Tết Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn gửi lời chúc mừng năm mới với nhiều thắng lợi mới và đánh giá cao những kết quả mà xã Hòa Bắc đạt được trong năm qua với mục tiêu kép phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị xã tập trung chăm lo Tết đầm ấm cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc cơ tu, nhấn mạnh xã Hòa Bắc sẽ là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn. Phó Chủ tịch thành phố đề nghị xã phát huy tính năng động sáng tạo, từng bước phát triển du lịch trên địa bàn. Ngay sau Tết Nguyên đáng, Sở Giao thông Vận tải thành phố sẽ phối hợp với các ngành liên quan đầu tư sơn sửa, lắp đặt điện chiếu sáng cầu dây văn cũng như đề xuất việc kết nối đường giao thông của xã với tuyến đường cao tốc. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cũng đã đến thăm chúc Tết lữ đoàn 74, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng và cơ sở xã hội Bồ Bàng.